vị, theo thông tin từ Bộ Công Thương cung cấp sáng ngày 16 tháng 6, sau 3 ngày lên kệ hệ thống siêu thị Á Châu tại thủ đô Paris của Pháp, lô vải thiều Thanh Hà Việt Nam đầu tiên xuất khẩu theo chính ngạch đã nhanh chóng được mua sạch. Sau khi nếm thử trái vải Thanh Hà, nhiều người tiêu dùng tại Paris đã bày tỏ sự thích thú và khen ngợi hương vị thơm ngon, ngọt dịu, đặc trưng của trái vải từ Việt Nam. Mặc dù có giá chung là 18 euro trên 1 kg, nhiều khách hàng đã mua tới 5 kg. Vì vậy, trong tuần này, nhà nhập khẩu Pháp đã quyết định nhập thêm ngay lô vải thiều thứ hai từ Việt Nam để đáp ứng cho thị trường sớm hơn so với kế hoạch mỗi tuần một lô, trọng lượng 1 tấn vận tải qua đường hàng không, để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ trái vải Việt Nam tại Pháp. Thương vụ Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tổ chức gian hàng quảng bá trái vải Việt Nam tại Lễ hội ẩm thực Việt Nam 2021, được tổ chức ngày 19 tháng 6 tại quảng trường Munch, trung tâm thủ đô Paris.